Số bệnh nhân được điều trị khỏi là hơn 215,1 triệu người. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với hơn 732,4 ngàn ca tử vong trong tổng số trên 45,1 triệu ca. Tiếp đó là Ấn Độ với hơn 450 ngàn ca tử vong trong số 33,9 triệu ca. Brazil đứng thứ ba với hơn 600 ngàn ca tử vong trong số 21,5 triệu ca. Xét theo khu vực Mỹ Latin và Caribe hiện có hơn 1,5 triệu ca tử vong trong hơn 45,2 triệu ca. Tiếp đến là châu Âu, có hơn 69 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,3 triệu người tử vong. Châu Á ghi nhận hơn 1,1 triệu ca tử vong trong số hơn 76,8 triệu ca. Bắc Mỹ có hơn 1,1 triệu ca tử vong trong số hơn 54,2 triệu ca. Châu Phi ghi nhận hơn 214.000 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở Châu Đại Dương là hơn 3.100 người ở Châu Âu trong 2 ngày mùng 5, mùng 6 tháng 10. Séc liên tiếp ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới trên một ngày, mức cao nhất kể từ giữa tháng 5. đáng chú ý hơn, 75% số ca nhập viện gần đây là những người chưa tiêm vaccine. Hiện dịch bệnh đang lây lan nhất ở những người dưới 20 tuổi chưa tiêm vaccine. Trong khi đó, Anh và Italia tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế đã áp đặt trước đó nhằm kiềm chế dịch bệnh. čekání je nezbytné.